Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trở lại trong thời sự trong tuần. Vâng, cảm ơn Tài Trí. Thời sự trong tuần vừa qua cũng có những bản tin rất là nóng. Và trước khi vào bản tin liên quan đến Bắc Hàn, Quốc Bình xin mời Tài Trí nói chút xíu về vấn đề ngân sách của chính phủ có bị đóng cửa không anh? Dạ, thưa Bình, thưa tất cả quý vị, vào trưa ngày hôm thứ Sáu tuần rồi đó, thì rất là may mắn, tuy vẫn có những cái khác biệt về những cái chi tiêu trong ngân sách của quốc gia vào năm 2018, vì những cái mâu thuẫn, những cái khác biệt về quan điểm chi tiêu vẫn chưa được giải quyết một cách thỏa đoán. Do đó là lưỡng viện quốc hội đã đưa ra quyết định là sẽ gia hạn việc chi tiêu thêm 3 tuần nữa. Có nghĩa rằng việc gia hạn sẽ bắt đầu từ thứ Sáu tuần vừa qua cho tới ngày 19 tháng Giêng năm 2018. Vậy là chính phủ không bị đóng cửa khoảng 3 tuần tạm thời thôi. Rồi dạ, sau đúng. Đó là phải tính tiếp. Dạ, nhưng mà đúng. Tin vui là không bị đóng cửa. Tin vui không bị đóng cửa. Và chúng ta vẫn dùng được và có những cái vấn đề bảo hiểm của trẻ em vẫn, dạ, vẫn có ok. Có nghĩa là tạm thời tới ngày 19 tháng Giêng. Dạ. Sau đó sẽ tính tiếp của quý vị. Dạ. Và trở lại phần thời sự ngày hôm nay thì nói về Bắc Hàn. Bắc Hàn đã tuyên bố chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là một vấn đề tội phạm. Nghe rất là lạ, thì xin anh Tài Đức Trí có nói thêm chút xíu về các cáo buộc của Bắc Hàn, nói về chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay thưa anh. Dạ thưa anh Bình, thưa tất cả quý vị, truyền thông quốc gia Bắc Hàn đưa tin là chính phủ Bình Nhưỡng coi cái chiến lược an ninh của Tổng thống Hoa Kỳ, trong đó có nội dung sử dụng lực lượng áp đảo với Bắc Hàn là một tội phạm. Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cũng lên tiếng cáo buộc rằng Tổng thống Trump đang muốn toàn thể các quốc gia bị lệ thuộc vào chiến lược an ninh mới của Hoa Kỳ và trong đó muốn nhắm vào Bắc Hàn. Và thông tấn xã KCNA của Bắc Hàn cũng trích dẫn lời phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cho rằng chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ không có gì ngoài lời tuyên bố hiếu chiến. Và thưa tất cả quý vị, vào sáng ngày hôm thứ Sáu tuần vừa qua thì trong một cái cuộc họp quan trọng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một nghị quyết mới nhất là cấm vận Bắc Hàn về vấn đề những cái nhiên liệu liên quan tới dầu hỏa. Và được biết rằng cái lệnh cấm vận ngày thứ Sáu vừa qua đó với cái mục đích rằng sẽ siết thêm cái việc cấm vận về những cái nhập cảng nhiên liệu của Bắc Hàn. Và với cái mục đích này, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên sẽ hy vọng rằng Bắc Hàn sẽ đưa ra những quyết định là phải chấm dứt cái việc thử vũ khí hạt nhân. Không biết có chấm dứt hay không. Cái sự này còn nghi ngờ quá anh Tài Trí rồi. Tại vì ngay cả cấm vận, Mỹ lên tiếng, Hoa Kỳ lên tiếng, nhưng mà thấy Bắc Hàn hình như cũng trơ, vẫn lâu lâu vẫn vội tiền, vội viện trợ và vẫn thử cái phi đạn xuyên lục địa. Và nếu nói về những điểm chính thì chúng ta đã viết về chính lược quân sự của Tổng thống Hoa Kỳ, thì anh có thể cho biết những điểm chính thưa không? Dạ thưa anh Bình, thưa tất cả quý vị, là như chúng ta cũng đã biết đó, thì chiến lược an ninh của quốc gia Hoa Kỳ theo quan điểm của Tổng thống Trump dựa trên 4 cột trụ, đó là bảo vệ lãnh thổ quốc gia, nền kinh tế thịnh vượng của Hoa Kỳ, nền hòa bình và tăng cường ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới. Vậy là nói một cách rõ rệt, phải chăng chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ nhắm vào phương châm American First Again, phải không anh? Dạ, hoàn toàn đúng. Chúng ta biết rằng Tổng thống Hoa Kỳ đời thứ 45 thì ông nổi tiếng với lại cái sách lược là America First, tức là nước Mỹ trước hết. Thì trong một cái bài phát biểu về chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống đó, thì ông đã đưa ra những chiến lược, và những cái chiến lược của ông cũng không ngoài cái mục đích là đưa nước Mỹ lên trên hết. America First luôn là tiền đề trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Và Tổng thống cũng giải thích khi ông tuyên thệ rằng ông đã đưa ra những cái nguyên tắc khá đơn giản, nhiệm vụ trên hết của chính phủ là phục vụ công dân Mỹ. Nhất cử nhất động của chính phủ đều được cân nhắc và đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên hàng đầu. Và nguyên tắc đó được xem là kim chỉ nam cho mỗi một quyết định từ chính phủ của Tổng thống Hoa Kỳ.
từ biện pháp giới hạn người nhập cư đến tăng cường an ninh biên phòng, kể cả việc rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris. Và ra khỏi Hiệp định TPP của xuyên hợp tác xuyên Thái Bình Dương. Và có phải đứng trên quan điểm American First Again trong chiến lược an ninh quốc gia nên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không khoan nhượng đối với quốc gia khép kín Bắc Hàn không thưa anh? Dạ thưa, chính xác là như vậy. Và ngày 18 tháng 12 vừa qua đó thì Tổng thống Trump cũng đưa ra thông báo rằng chính phủ Hoa thịnh đốn phải đương đầu với những thách thức. Và vì những thách thức này là từ phía của Bắc Hàn thử vũ khí nguyên tử, và Tổng thống Hoa Kỳ cũng đưa ra điều này đúng vào thời điểm Liên Hợp Quốc đang bỏ phiếu để áp dụng những biện pháp chế tài cứng rắn hơn đối với Bắc Hàn. Tháng 11 năm 2017 vừa qua, thì Tổng thống Trump từng đích danh New Bắc Hàn là nhà tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Hình như cũng là một trong danh sách mà cái cột đen mà người Bắc Hàn không muốn vào. Nhưng đây là một cái danh sách mà phải nói là tài trợ cho khủng bố và cũng có cái khuynh hướng khủng bố. Và sự căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên dường như là không hề sút giảm, phải không thưa anh? Dạ thưa, đúng là như vậy. Sự căng thẳng gia tăng tại bán đảo Triều Tiên khi Bắc Hàn thực hiện chương trình nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo tầm xa, bất chấp nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vẫn là một cái vấn đề, tại vì họ vẫn cương quyết đi theo cái chính sách của họ. Và Hoa Kỳ thì cứng rắn hơn, nhưng mà hiện tại bây giờ tới bữa nay là 25 tháng 12 thì chúng ta thấy không có vấn đề thử phi đạn xuyên lục địa. Thì chắc Bắc Hàn cũng biết tạm kiềm chế mình, chứ đúng ra thì trong tháng 12 này chúng ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, thì họ có thể thử một lần nữa. Nhưng mà tới ngày 25 tháng 12 này thì chưa có cái vấn đề xảy ra. Và với vấn đề cứng rắn hơn của Liên Hợp Quốc thì Quốc Bình cũng thiết nghĩ rằng nó sẽ có ảnh hưởng đôi chút với quốc gia khép kín Bắc Hàn, một quốc gia mà rất là không biết được chuyện gì xảy ra đằng sau lưng bức màn nhung của quốc gia họ, và hình như là họ không bao giờ muốn từ bỏ cái vấn đề vũ khí hạt nhân. Và nếu nói vào ngày 25 tháng 12 này thì thưa anh Tài Đức Trí, thì bữa nay là ngày lễ Giáng sinh và chắc là có nhiều quý vị đã có một cái đêm thật vui Christmas Eve, và bây giờ hôm nay là ngày lễ để có thể những người đạo Kitô hữu và Cơ đốc nhân sẽ đi nhà thờ, thì chúng ta phải nhắc tới chút xíu về lễ hội Giáng sinh năm nay. Thì khi mà nhắc đến không thể nào quên nhạc phẩm Đêm Thánh Vô Cùng, Silent Night, thì đã từ rất lâu, lễ Giáng sinh không chỉ là ngày đại lễ của người Kitô giáo, mà còn là lễ hội lớn của mọi người thuộc nhiều xã hội và các tôn giáo khác nhau trên toàn cầu. Và tính phổ cập của Kitô giáo được thể hiện rất rõ qua đại lễ Giáng sinh, đặc biệt Giáng sinh còn gắn liền với một bài thánh ca, đó là bài Silent Night. Tuy là thánh ca của người Kitô hữu, nhưng đã được toàn thể nhân loại qua mọi thời đại đón nhận và thiết tha yêu mến. Đó là khúc hát Silent Night, Đêm Thánh Vô Cùng. Ca khúc này có một lịch sử rất độc đáo, và điểm độc đáo nhất đó là ca khúc lừng danh đã được một người không phải là nhạc sĩ sáng tác và đã được viết ra trong hoàn cảnh bất đắc dĩ buộc phải sáng tác. Và anh có thể nói thêm chút xíu về cái nhạc phẩm này không thưa anh? Thưa anh Bình, thưa tất cả quý vị, trong bầu không khí đón Giáng sinh từ mùa lễ Hoa Kỳ đó, thì và chúng tôi cũng xin quý vị hãy cùng bàn về cái bài Đêm Thánh Vô Cùng. Và được biết rằng bài này được ra đời vào năm 1818. Năm 1818, nếu cây phong cầm của nhà thờ Thánh Nicholas không bị hỏng trước thánh lễ Giáng sinh, thì có lẽ nhân loại không bao giờ được thưởng thức ca khúc Silent Night, Holy Night. Sự rủi ro bất ngờ ấy khiến linh mục Joseph Moore, cha xứ của Nguyện Đường, lo lắng và đã trở thành động lực thúc đẩy vị tu sĩ đạo đức này tìm đến một phương thức khác để có thể hát trong thánh lễ nửa đêm. Và linh mục Joseph Moore mang bài thơ giản dị do chính ông sáng tác từ năm 1816 đến gặp ông Franz Xaver Gruber là thầy giáo dạy nhạc và cũng là người đệm phong cầm của nhà thờ, nhờ ông viết thành giai điệu hiện nay. Rất là hay, một cái lý lịch của một bài hát rất là lạ, từ một bài thơ để mà bị cái cây đàn trong nhà thờ bị hư, mới nhờ ông này sáng tác nhạc. Thưa quý vị, thưa anh Tạ Đức Trí, vậy là câu chuyện đặc biệt, chắc là thầy giáo âm nhạc Franz Xaver Gruber đã nhận lời làm hợp âm ngay tức thì phải không thưa anh? Dạ thưa, hoàn toàn đúng như vậy, vì không có nhiều thời giờ nên ông Gruber đã vội vã soạn
tiết tấu và cha Joseph Moore đã đệm thử bằng tay băng cầm. Họ chỉ kịp tập cho ca đoàn phần hòa âm của hai câu cuối trong các đoạn vì đã đến giờ dâng thánh lễ. Gấp rút như vậy, nhưng mà nhạc phẩm rất là hay. Yeah. Silent Night, Holy Night là một nhạc phẩm mà không thể thiếu trong mùa lễ Giáng sinh. Và nếu mà nói như vậy thì phản ứng của người giáo dân trong lúc đó như thế nào thưa anh? Dạ thưa anh, thì thoạt tiên á, giáo dân rất là kinh ngạc khi nghe bài thánh ca được trình bày với đàn tây băng cầm, một điều chưa từng thấy trong giáo đường trang nghiêm. Nhưng sau đó thì cả nhà thờ bị giai điệu ngọt ngào, lời ca êm ái của Silent Night, Holy Night đã thuyết phục họ. Thuyết phục họ thưa anh. Và tiếng đàn, giọng ca vút cao, âm vang nhã nhạc bay lượn khắp quê hương dung dị của núi đồi Oberndorf, Áo Quốc. Bài hát đơn sơ ấy, từ sau đêm Giáng sinh ngày 24 tháng 12 năm 1818, đã nhanh chóng trở thành bản thánh ca tình yêu của Hoàng Vũ. Nếu nãy giờ nhắc tới nhạc phẩm này thì chắc phải nhờ ban kỹ thuật trước khi chia tay sẽ gửi đến vì một đoạn nhạc rất là ngắn về Silent Night, Holy Night, cũng như là một lời chúc tốt đẹp của Tài Đức Trí và Quốc Bình. Chúc quý vị có một mùa lễ Giáng sinh thật an lành và bình yên bên người thân yêu và gia đình. Và chúc quý vị còn lại một ngày lễ Giáng sinh thật vui và xin hẹn gặp lại vào những chương trình tới cùng trên làn sóng này. Xin trân trọng, kính chào. Yeah.